kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mùng 8 tháng 8 năm 1967, mùng 8 tháng 8 năm 2017 và 22 năm Việt Nam chính thức là thành viên của Hiệp hội 28 tháng 7 năm 1995, 28 tháng 7 năm 2017. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích đánh giá hết sức cụ thể của Tiến sĩ Trần Việt Thái, Viện Phó Viện Nghiên cứu Chiến lược Học viện Ngoại giao về quá trình hình thành cộng đồng chung ASEAN cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng ASEAN ngày một vững mạnh. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm một số thông tin liên quan đến cộng đồng chung ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Chatchai Sarikulia cho biết các quan chức của Ủy ban châu Âu về môi trường, hàng hải và thủy sản sẽ thăm Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7 để đánh giá về tiến bộ trong chống đánh bắt cá trái phép. Và trong chuyến thăm này, Thái Lan hy vọng sẽ vận động được EU hủy thẻ vàng, tức đưa nước này ra khỏi danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt và có khả năng bị cấm nhập khẩu hải sản. Theo Bộ trưởng Chatchai Sarikulia, Thái Lan đã chuẩn bị tất cả các dữ liệu cần thiết và tin tưởng rằng nỗ lực sẽ mang lại kết quả tốt. Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã tập trung vào việc đăng ký các tàu đánh cá cũng như các tàu hỗ trợ cho ngành công nghiệp thủy sản như tàu chở dầu và hiện đang tập trung quản lý tốt hơn các tàu cao tốc. Bên cạnh đó, Bộ Lao động cũng phối hợp giải quyết vấn đề này, đồng thời tiến hành đăng ký ngư dân và lao động nước ngoài trong ngành thủy sản. Bộ trưởng Chatchai khẳng định những nỗ lực của chính phủ không chỉ đơn thuần là xóa bỏ thẻ vàng của EU đối với ngành đánh bắt cá của Thái Lan, mà còn đảm bảo tính bền vững của các nguồn tài nguyên biển và đảm bảo sự chấp nhận của quốc tế. Vừa qua, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết cơ quan này đang tăng cường kết nối giữa các nhà đầu tư Thái Lan và các tập đoàn hay doanh nghiệp thương mại và đầu tư hàng đầu tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam để tăng cường cơ hội đầu tư tại đây. Bộ Thương mại Thái Lan sẽ thúc đẩy việc thành lập các mạng lưới kinh doanh giữa các nhà đầu tư Thái Lan và các doanh nghiệp, cũng như từ khu vực công của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại đây. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng sẽ đưa ra các ưu đãi trong nhiều lĩnh vực tại khu vực hành lang kinh tế phía đông EEC nhằm tăng giá trị thương mại và đầu tư của Thái Lan với các nước láng giềng. Trước đó, 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu xây dựng kế hoạch tổng thể thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư nhằm tạo ra sự thịnh vượng chung trong bối cảnh cạnh tranh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Kế hoạch trên được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan tăng cường quan hệ thực chất với các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, nâng gấp đôi giá trị trao đổi thương mại hai chiều, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào các nước này và ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8 năm 1967, Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Singapore đã ký vào bản tuyên bố ASEAN sáng lập ra Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. 28 năm sau đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Và trong 22 năm là thành viên chính thức của ASEAN thì Việt Nam đã góp phần thúc đẩy tiến trình liên kết khu vực, duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, gắn kết ngày càng chặt chẽ và giúp cho ASEAN trở thành một cộng đồng chung không thể tách rời. Và nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và kỷ niệm 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Học viện Ngoại giao. Và xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa ông có thể khái quát một đôi nét về cái bối cảnh khi mà Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ạ? Vâng, vào đầu những năm 1990, chính xác hơn là trước đó vào khoảng năm cuối những năm 1980, thì sau khi mà Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định rút toàn bộ các lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia về nước, và sau cái nghị quyết 13 của Bộ Chính trị năm 1988, thì Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đẩy mạnh cái tiến trình đổi mới và mở cửa. Một trong những cái biện pháp quan trọng mà chúng ta phải triển khai là phá cái thế bao vây cô lập và cấm vận mà các nước phương Tây, Mỹ và một số nước trong khu vực bao vây cô lập chống phá cách mạng Việt Nam. Sau khi chúng ta triển khai cái mở cửa đổi mới và chúng ta thực hiện cái thu hút đầu tư vốn nước ngoài, tuy nhiên cái kết quả trong giai đoạn ban đầu từ năm 86 đến năm 91 nó chưa được nhiều lắm, thì chúng ta quyết định chọn một cái hướng mới là đột phá vào ASEAN. Để làm được cái đó thì chúng ta phải gia nhập ASEAN.
Trước khi chúng ta gia nhập ASEAN thì chúng ta phải trở thành quan sát viên. Do vậy, ngay từ cuối những năm 1980 thì trước cái bối cảnh là một số bối cảnh là cái xu hướng là Việt Nam sẽ cải cách, thì một số nước ASEAN lúc đó đã đẩy nhanh cái tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và tiến hành thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trong đó có Philippines, Singapore, Malaysia. Và đến năm 1992 thì Việt Nam chính thức trở thành quan sát viên của ASEAN. Tuy nhiên, mãi đến năm 1995 thì chúng ta mới chính thức gia nhập nước ASEAN. Và nó chính thức bước vào một thời kỳ mới, không còn cái sự đối đầu thù địch giữa hai phe, hai bên trong nội bộ các nước Đông Nam Á. Và nó mở ra một thời kỳ mới thịnh vượng và tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử các nước khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến nay. Qua 22 năm là thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thì Việt Nam đã để lại những dấu ấn như thế nào trong ASEAN? Nếu nói về dấu ấn thì tôi nghĩ rằng là dấu ấn rõ nét nhất của Việt Nam chính là cái thu hẹp khoảng cách. Việt Nam đã đề xuất ra cái sáng kiến thu hẹp khoảng cách và đã rất thành công trong cái việc tranh thủ các nguồn lực để vươn lên. Đấy là cái dấu ấn thứ nhất. Cái dấu ấn thứ hai là vai trò và vị thế địa chính trị của Việt Nam đang được khẳng định ở trong khu vực, nhất là ở cộng đồng chính trị an ninh. Cái thứ ba đó là Việt Nam là một cái mô hình để các nước như Lào, Campuchia và Myanmar nhìn nhận khi tham gia vào cộng đồng. Họ thấy được trách nhiệm, họ thấy được cái quyền lợi. Tôi nghĩ rằng là có ba cái điểm then chốt như vậy. Đấy là những cái mà tôi nghĩ là dấu ấn sâu đậm mà các nước trong khu vực họ đều thấy. Dạ vâng, thưa ông, vậy thì khi tham gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thì Việt Nam gặp những thuận lợi cũng như những thách thức gì ạ? Cái việc là chúng ta chọn ASEAN và tham gia vào ASEAN là một cái tiến trình tôi cho rằng là vừa sức nhất, là cái bước đệm để chúng ta hội nhập sâu hơn sau này, và là cái bước đệm để chúng ta học hỏi. Và nói nếu không có ASEAN thì cái quan hệ của chúng ta với các đối tác bên ngoài sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và cái vỏ bọc ASEAN sẽ thuận lợi hơn, nó mở ra những cái kênh mới về đa phương trong khu vực, giúp chúng ta giải tỏa những cái sức ép. Khi kênh song phương gặp khó khăn, chúng ta ra kênh đa phương để gặp nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái điểm rất là thuận lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái thách thức và cái khó khăn là vô cùng lớn. Phải nói là ngay từ đầu, thể chế chính trị của chúng ta rất khác biệt. Dù sao chúng ta cũng là một đảng cộng sản lãnh đạo, một nước xã hội chủ nghĩa, cái hệ thống nó khác hoàn toàn so với những nước các ASEAN khác. Họ theo tư bản, họ phát triển kinh tế thị trường. Chúng ta là một cái nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung mới chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy mà phương thức hợp tác, cơ thể chế chính trị, nên tôi chưa nói văn hóa, tôi chưa nói là cái truyền thống lịch sử, vân vân, nó có quá nhiều khác biệt. Hơn nữa là ở đây tôi muốn nói cái trình độ hợp tác. Chúng ta xuất phát điểm từ rất thấp, kể cả kinh tế, rồi kể cả hợp tác chính trị, ý thức hệ hoàn toàn khác nhau. Do vậy mà nghi ngại là không thể tránh khỏi. Chúng ta, tôi nghĩ rằng là cái vẫn cần phải vượt qua rất là nhiều cái rào cản. Đơn cử như ngôn ngữ thôi, hợp tác trong ASEAN là phải tiếng Anh. Thế mà ngay từ đầu chúng ta gia nhập những năm 90 thì tiếng Anh chúng ta đâu có nhiều. Nhưng rất mừng là đến bây giờ tất cả các bộ ngành và rất nhiều tổ chức xã hội doanh nghiệp của chúng ta ra ngoài là tự có thể chiến đấu tiếng Anh được. Phải nói đó là những cái bước tiến rất là lớn. Nói về cái quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam với các nước ASEAN, tuy ASEAN không phải là thị trường là nhà đối tác số 1, số 2 về đầu tư, về thương mại, nhưng cái thị trường ASEAN nó gần. Thứ nhất là cái cơ cấu kinh tế của các nước ASEAN nó tương đồng nhau. Việt Nam sản xuất gạo, Thái Lan cũng gạo, tới đây rồi Myanmar cũng lại xuất khẩu gạo, Malaysia có dầu cọ, Indo cũng có dầu cọ, Việt Nam cũng xuất khẩu một phần. Cho nên là cái cơ cấu thương mại nội khối trong ASEAN nó khá nhỏ, nó chỉ khoảng trên dưới 25%. Đã rất nhiều cố gắng nhưng mà hơn 20 năm qua không tăng lên được. Thì trong cái quá trình thành lập cộng đồng thì ai chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là chuẩn bị cho khối doanh nghiệp kỹ hơn thì nó sẽ được hưởng lợi hơn. Cách làm như của Thái Lan, như của Singapore là một trong những cái cách làm hay mà chúng ta nên học tập. Dạ vâng, xin cảm ơn những phân tích đánh giá của ông. Và đến đây chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.